Hello everybody, how are you? Ok, chào mình quay trở lại kênh mình nha. Hôm nay mình tìm một sản phẩm tiếp theo để mình test game các bạn. Đó chính là Xiaomi Redmi 7 7A các bạn. Ok, đây là thông số kỹ thuật, chương trình trả góp cũng như giá hiện tại của con này. Trước khi test game, mình sẽ giới thiệu sơ bộ về thông số kỹ thuật nha các bạn. Thì con này sử dụng công nghệ màn hình IPS LCD HD cộng, màn hình 5,45 inch. Con này sử dụng mặt kính thường thôi. Chạy hệ điều hành Android 9.0, chip Qualcomm Snapdragon 4398 nhân, tốc độ 1.95 GHz, độ họa Adreno 505. Con này thiết kế nguyên khối khung và mặt lưng bằng nhựa, dày 9,5 mm nhưng mà nặng chỉ có 150 g thôi, pin là 4000. Ok, hôm nay mình sẽ test game trên con Xiaomi Redmi 7A. Con này có hai phiên bản các bạn. Phiên bản bộ nhớ 16GB giá là 1.990.000, phiên bản bộ nhớ 32GB giá là 2.190.000. Thì hiện tại đang test phiên bản 32GB này các bạn. Hôm nay mình sẽ test Free Fire trên Redmi 7 cho các bạn nha các bạn. Free Fire. Thế thì mình thấy đây là con giá rẻ, điện thoại giá rẻ, giá có 2 triệu thôi mà được sử dụng chip Snapdragon 439 nha các bạn. Cũng khá là thú vị. Con này thiết kế nguyên khối bằng nhựa nhưng mà mặt lưng đằng sau của nó là có khả năng chống nước nha các bạn. Mặt lưng sau được phủ một lớp nano B2i có khả năng chống nước nha các bạn, rất là dữ dằn. Bên cạnh đó thì con này, cái giắc sạc của nó được trang bị một lớp cao su ở bên trong, có khả năng chống thấm nước vô nha. Sở hữu pin 4000 mà thêm hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 10W nữa, quá là đỉnh nha các bạn. Để coi hôm nay mình test Free Fire coi con này thì chơi Free Fire như thế nào nha. Chứ phần thiết kế cũng như thông số kỹ thuật thì khá là ấn tượng rồi đó. Ok, phần cài đặt nào. Cài đặt coi con này sẽ như thế nào. Trời ơi, quảng cáo nhiều quá vậy. Ok, các bạn thấy phần cài đặt về đồ họa với cũng như cấu hình của con này có tổng cộng là 4 ô các bạn. 4 ô. Độ nhạy max setting luôn. Một số dòng thì cái phần cài đặt cơ bản về đồ họa cũng như cấu hình chỉ có 2 ô thôi, mà con này mình thấy tới 4 ô max setting hết luôn nha các bạn. Ok, bắt đầu vô chiến Free Fire trên Redmi 7 cho các bạn nha. Con này có hai phiên bản như mình cũng nói rồi, giá là 1.990.000, còn phiên bản bộ nhớ 32GB giá chênh lệch, con này giá chênh lệch hai phiên bản chỉ có 200.000 thôi. Tinh 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 tinh. Vô đây mình thích ghẹo gái các bạn. Mà không có em nào thích mình hết, buồn quá. Ai ai ha, mới lắc nhẹ một cái hả. Tưng tưng tưng. Xịt khói. Hey 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 hey. Này. Ish, chào anh Alok. Alo. Vô. Với tầm RAM 2GB, bộ nhớ 32GB, chạy chip Snapdragon 439 mà 8x64 bit nha các bạn. 8x64 bit, tốc độ 1.95 GHz. Thì chơi Free Fire sẽ như thế nào đây thì các bạn hãy cùng vô trải nghiệm nha. Ô trời, hôm nay đẹp quá. Ô nhảy thôi nào. Free Fire. Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Retest của mình nha. Kênh của mình là chuyên về test game với sản phẩm điện thoại mới. Thì cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đón xem những sản phẩm của mình nha. Và mình bung vô đây. Ding 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 ding. Con này có rất là nhiều ưu điểm. Khá là ngon các bạn. Với những bạn học sinh á thì theo mình thì mua con này cũng khá là ok đó nha. Pin 4000. Pin 4000 mà giá chỉ có 2 triệu nhưng mà kèm hỗ trợ sạc nhanh luôn nha các bạn. Rất là ngon. Tiếp đất rồi. Ai, chạy kiếm vũ khí thôi nào. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Nhanh lên nào và nhớ đừng đi lạc đường đó nha. Ugolina. Oh, có súng. Yeah. Không có gì vui hơn khi vừa hạ cánh xuống đất là kiếm được một bộ đồ chơi. Rất là ngon. Pin 4000, hỗ trợ kèm sạc nhanh 10W và giá chỉ có 2 triệu. Đó là đặc điểm ngon thứ nhất.
Thứ hai là con này mặc dù chỉ có 2 triệu thôi nhưng mà thiết kế nguyên khối bằng nhựa, mặt lưng sau có khả năng chống nước các bạn, được phủ lớp nano B2E khả năng chống nước nha, rất là dữ dằn. Và đặc điểm hấp dẫn tiếp theo là con này RAM 2GB, bộ nhớ 32GB, giá 2 triệu nhưng mà được trang bị chip Snapdragon 4398 nhân. Cái điểm dữ dằn thứ ba các bạn. Quá là ngon. Có một điểm mình thất vọng ở con này là màn hình của nó khá là nhỏ các bạn. Màn hình chỉ có 5,45 inch và chỉ sử dụng mặt kính thường thôi. Đó chỉ là một điểm thất vọng duy nhất của mình thôi. Còn tất cả con này đều rất là ngon, từ về giá, cấu hình Snapdragon 4398 nhân, RAM 2GB, bộ nhớ 32GB, thiết kế thì nguyên khối bằng nhựa, có khả năng chịu nước, mặt lưng khả năng chịu nước cao, pin 4000, có hỗ trợ sạc nhanh, nó mà giá chỉ có 2 triệu thôi. Quá là ngon cho những bạn học sinh nha. Đây là một lựa chọn không tồi đó. Ấy, thằng nào? À, mày dám lóc cá với anh hả? Cho mày ăn cháo cá này con. Ê, để lại coi nó có gì đây. Lượm nào? Trời ơi, chắc thằng này nó mới vô chơi sao, nó không có cái gì hết. Đúng một khẩu súng quá nghèo nàn. Không được rồi. Thì FIFA là một game khá là nhẹ, nếu mà những bạn nào muốn mua một chiếc điện thoại để chơi FIFA thì đây sẽ là một lựa chọn không tồi nha. Khá là hấp dẫn đó. Giá rẻ, cấu hình vừa phải cũng ngon, trong phân khúc RAM 2GB và giá 2 triệu. Rất là hợp lý. Rồi, có áo giáp rồi, thiếu cái nón thôi. Và kèm theo cái chảo chống nóng nữa, che đít. Con này thiết kế thì khá là dài, dài 9,55 mm lận, nhưng mà trọng lượng của nó chỉ có 150 g thôi. Tuy nó dài nhưng mà nó cũng khá là nhỏ gọn các bạn. Khá là nhỏ gọn. Tiếp theo coi. Sao không thấy ai hết vậy, đi đâu hết rồi các bạn ơi? Nào mình cùng đi chơi nhé, nào mình cùng đi chơi nhé. Ai dạ dạ đâu hết rồi. Mục tiêu quan trọng là đi lượm đồ thôi, để bảo vệ cho cơ thể mình được an toàn. Quay kiếm cái súng nào ngon lành cành đào coi. Mới lắc nhẹ một cái nhưng không sao, không ảnh hưởng gì hết các bạn ơi, thời tiết thì vẫn thuận lợi. 26 rồi, mình mới hạ có một đứa mà chỉ còn 26 đứa thôi. Tính ra chơi trò này cứ bỏ trốn đi, cuối cùng còn một hai thằng thì mình mới lò đầu ra là mình sẽ chiến thắng thôi. Chơi trò rất là đơn giản các bạn, không có gì khó khăn hết. Đấy, sao nãy giờ mình không thấy đứa nào hết vậy? Đâu hết rồi? À, phát hiện một thằng đằng trước mặt rồi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Mày ha bưởi, đừng có tưởng. Úi giời, khu vực nguy hiểm ngay sau đích. Chạy, chạy lẹ thôi. Đâu rồi, phát hiện có một đứa ở đây mà nó đâu mất tiêu rồi. Đừng có trốn anh Hugo à, xuất hiện đi nào. Không thấy nó đâu hết, mình phải đánh lạc hướng một cách đi vòng thôi. Quá là nguy hiểm. À ha, trốn với anh hả cưng. Đâu rồi, anh đã phát hiện ra cưng rồi, đừng có giỡn với anh nha. Hey, yes, nhảy quá đỉnh. À, kiếm được một cái nón rồi, đội được cái nồi cơm điện lên đầu là yên tâm rồi. Lượm thuốc thôi nào, tích trữ băng gạc. Lá chiến có bị thương, còn có đồ bị dùng. Trời, thằng nãy mình kiếm nó giờ sao nó nằm đây luôn rồi. Ngon ha, bắn tao không mày? Mày hả bưởi, mày hả bưởi. Mình đang đi săn thú nữa các bạn. Chạy ha cưng. Mày bắn tao xong chạy hả? Chạy hả? À, thằng này nó chơi một chiêu khá là thú vị. Bịt mắt bắt dê hả? Được, hãy đợi đó, ta lên với Mi đây. Mình đang test Free Fire trên con Xiaomi Redmi 7 á nha các bạn, Redmi 7 á. Con này RAM 2GB, chiếc Snapdragon 439 thì nãy giờ mình test các bạn thì thấy đúng không? Nói chung là với tầm giá 2 triệu thì con này cũng khá quá là ngon rồi. Thằng này nó dám trốn trong nhà hả? Mày không lòi ra đây thì để tao vô. Lên đi nào.
Không, mình phải đánh lạc hướng nó, phải chơi chiến thuật thọc thì đích lên. Đâu rồi, nó đâu rồi? Gà đây cưng, nhà còn bao việc, gà đây để anh xử lý em, đi chỗ khác coi. Không chịu gà hả? Ngon ha, được rồi, không đi tao đi gà, tao chạy. Mày không gà tao đi. Nó đợi mình không được, nó phải lòi đầu ra rồi. Mình đang giả bộ giận hờn nó, mình bỏ chạy, nhưng thực ra là mình đang đánh lạc hướng nó thôi. Nè, anh quay lại nè, mày tiêu với anh rồi cưng ơi. Còn 15 đứa thôi các bạn ơi, nhanh lên nào. Ui sợ. Đâu rồi, không chịu ra thằng này thiệt. Chui vào trong trốn như một con thỏ, để bác thợ săn đi săn mày nè. À ha, nhà còn bao việc, ra lẹ đi. Không được rồi, mày phải bọc đằng sau đít lên hốt nó thôi. Dẫn mặt hắc cưng. Đây rồi. Mày há bưởi, bưởi bây giờ rẻ lắm hay sao mà mày cứ thích ăn bưởi hả thằng kia? Con này pin 4.000, hỗ trợ sạc nhanh các bạn. Các bạn cứ yên tâm mua chơi đi, hỗ trợ sạc nhanh là mình không sao đâu. Chơi hết pin thì mình sạc một chút xíu là sẽ đẩy pin mình chơi tiếp thôi. Thiết kế cũng khá là nhẹ và nhỏ nhắn. Con này thiết kế màn hình bình thường thôi. Vì con này sản xuất cũng khá là lâu, con này ra mắt từ tháng 7 năm 2019 nha các bạn. Đây, tiếp tục thôi nào. Cuộc hành trình còn 13 đứa và mình đã hạ được 2 đứa rồi. Chạy mỏi cả cái chân mà tích có 2 đứa. Giá 2 triệu nhưng mà được hỗ trợ bởi chiếc Snapdragon 439 8 nhân. Tốc độ 1.95GHz. Với chiếc Snapdragon 439 thì hiện tại trên thị trường đang có con Vivo i11 giá là 2.990.000. Vivo i11. Bên cạnh đó còn có Xiaomi Redmi 8 các bạn, Xiaomi Redmi 8. Vivo i93. Vivo i93 giá khoảng 3.790.000 á. Còn Redmi 8 này giá cũng khoảng tầm 2.990.000. Với trang bị chiếc Snapdragon 439 với con này giá chỉ có 2 triệu cũng là quá là ngon nha các bạn. Nói chung là về con Xiaomi Redmi 7 này thì mình chỉ thất vọng ở một chỗ là màn hình của nó khá là nhỏ. Màn hình khá là nhỏ thôi, chỉ có 5,45 inch thôi, chỉ thất vọng ở vậy thôi. Còn tất cả mọi thứ với tầm giá 2 triệu con này là quá ngon rồi. À, mình đã kiếm được một cái chảo để mình che vào mông mình rồi. Nó có bắn đâu mà nhớ né cái mông mình ra. Đâu hết rồi, sao không thấy ai vậy? Hãy xuất hiện đi nào. Hoàng tiền đi test đến đây. Cảm ơn các bạn thời gian qua luôn ủng hộ mình nha. Kênh của mình thì chuyên về test game Free Fire, Liên Quân cũng như là búp trên tất cả dòng sản phẩm mới ra mắt. Mình sẽ luôn cải thiện để đem cho các bạn những trải nghiệm tốt nhất nha. Không có ai hết vậy. Ai trời ơi, thằng có một chiếc xe nó ủi tới, chạy thôi nào. Nhảy bùm chết rồi xong. Trời ơi, thằng đó nó ác quá vậy. Thằng quỷ, mày chết chứ không mày, thằng quỷ. Thằng quỷ. Sao mày lỡ mày lái xe mày ủi tao mày, thằng quỷ. Tao đang test game mà. Anh em nhớ thằng này mốt chơi gặp nó trả thù mình nha. Ok, mình vừa test Free Fire trên Xiaomi Redmi 7. Cảm ơn các bạn nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ok, tạm biệt các bạn. Redmi 7 ngon. Tạm biệt, đăng ký